Và Mộc quên nói mọi người là mọi người để ý cái phần tựa này. Cái phần tựa của cái ghế này nó rất là sâu nhé mọi người nha. Tựa này là sâu tới 50,5 này mọi người thấy không? Đó, thì như mọi người đi mua mọi người để ý cái phần tựa này thì nó càng sâu ấy. Và cái lưng nó ngả ra thì khi mọi người ngồi vô ấy thì nó mới thoải mái. Còn nếu mà nó làm ngắn quá ấy, thì mọi người ngồi nó cứ đụt đụt cái lưng ấy thì nó sẽ không thoải mái. Đó. Và quên nói mọi người là cái mặt ghế này là 1/7 nha mọi người nha. Cái mặt ghế lúc ấy Mộc nói 1/3 này nó nhầm. Cái mặt này là 1/7 nè. Đấy. Mặt các mặt ngồi của ghế là 1/7, còn những cái mặt bàn này thì nó được 1/5. Đó. Rồi, mặt bàn, mặt đôn thì được viền là 2/8, mặt là 1/5. Rồi, chào mọi người nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái bộ móc nha mọi người. Bộ này là bộ Âu Á kiểu hiện đại và kiểu móc. Cái mẫu này thì bên khu làng nghề Mộc làm. Kiểu này thì ngồi cái dựa lưng của nó rất là đã. Đó, và cái tay nó rất là cong. Đây cho mọi người coi, đợi xíu Mộc quay ngang một chút. Đấy. Mọi người quay ngang một chút đây. Đó, ngồi như thế này. Đó, nó ôm lưng mọi người, nó ngả, nó lượn theo lưng á. Tấm này nó lượn theo lưng này nên mọi người ngồi nó dựa vô lưng. Đó, cái tay nó cũng cong nữa. Và nó dày. Và chất cây của bộ này là gỗ quý, là gỗ gõ đỏ. Mấy mẫu này thì xài như Mộc nói là xài 7-80 năm là vô tư. Đó. Rất là đẹp luôn. Đấy, bộ móc như thế này. Gỗ gõ đỏ toàn bộ thì bộ này bên Mộc đang bán với giá hiện tại, nếu mà bộ như thế này thì là 27.900. Đó, và loại này thì nó cũng có những loại hàng Bắc giá rẻ thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà mẫu này thì mẫu của khu làng nghề Mộc làm. Nên cái mẫu này nó rất là đẹp và rất là xịn. Đây Mộc sẽ cho mọi người coi xịn đẹp như thế nào. Đấy. Tay cao bằng các khớp ghép này mọi người để ý. Mộc luôn nói là các khớp ghép này mọi người thấy là làm các khớp ghép làm rất là fit và bo rất là cong đều, mọi người thấy không? Đấy, các nét co bo cong rất là đều vào những cái khớp mà làm rất là dày. Đấy. Các khớp chân này cũng vậy nè. Mày thấy là nó rất là fit à. Đấy, chạy các đường chỉ à, dù để lâu á, đồ gỗ mọi người ấy, dù để lâu hay sao á, cái cây mà người thợ người ta đã xử lý kỹ và người ta phơi kỹ ấy, thì các nét này cũng rất là thẳng và đều đẹp. Chứ không phải là xài thời gian nó giật, nó cong, nó vân, nó mo nhá. Là những cây người ta phơi không có kỹ. Đây, cái nét bo, cái đường bo, đường cong, mọi người để mấy cái ghế mà có đường bo cong, mọi người thấy cái đường này nó chạy chỉ. Đấy, bo cong luôn, nó chạy lượn luôn. Đấy, mọi người cứ nhìn vô các chi tiết như vậy. Đấy, các khớp ghép này, mọi người thấy các khớp ghép này. Đấy, các khớp ghép này, mọi người thấy không? Đấy, các khớp ghép làm rất là fit luôn. Các kỹ thuật làm đẹp. Cái phần này làm dày, đặc nguyên khối luôn. Dày đặc, dày 4 phân này. Và đúng chất cây nha mọi người, đặc biệt là nó đúng chất cây. Mặt đằng sau mọi người thấy cũng như vậy luôn. Hàng Mộc chưa sơn mà mọi người đã thấy là nó đã nổi vân lên, các khớp này nó đã rất là đẹp rồi. Làm những cái bộ móc như thế này ấy, mà các khớp ghép làm cái này ấy, làm nó rất là cực nha mọi người nha. Mọi người nhìn mọi người thấy có vẻ đơn giản nhưng mà thực sự là làm những cái này ấy, mà thợ tay nghề mà không cao là ghép các khớp ấy, nhìn nó lộ, nó thô, nó xấu lắm. Còn mình phải làm thợ phải làm chuẩn đẹp ấy, thì cái ghế nó mới sang được. Đấy, cái ghế móc mỏ, móc Âu Á, cái chữ này là chữ thợ nha mọi người nha. Đấy, qua ghế dài ngồi vô. Ngồi vô kiểu rất là thích luôn. Đó. Những cái này thì những chú lớn tuổi một chút thì trung trung niên một chút thì sẽ thích những cái kiểu như thế này. Đấy. Mặt thì nó sẽ làm theo kiểu béo làm cung trăng, cái viền ngoài này dày này. Viền ngoài này dày 3 phân này. Mặt bên trong này thì được 1/3. Đó, nhưng mà nó làm theo kiểu hệ đỡ. Đây thì Mộc sẽ cho mọi người coi. Nghĩa là những cái này ấy, như Mộc nói này, nó không thể nào dậy dập nhảy bô bụp 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 như mấy cái loại mà mặt nguyên tấm Mộc hay quay cho mọi người được. Bởi vì cái mặt này nó có 1/3 thôi. Đó, nhưng mà mình đi đứng, mình ngồi thì mình kê nệm, mình ngồi thì thoải mái. Nó đi theo cái phần hệ đỡ bên phía dưới này.
Thế mọi người thấy các cây đỡ bên dưới đều làm bằng gỗ gõ đỏ luôn. Và cây cũng đồng chất luôn. Đấy, các khớp ghép này chạy này. Mọi người thấy các khớp ghép chạy này. Đấy. Các khớp ghép chạy nó rất là đều và đẹp, làm sạch sẽ đúng chất cây. Chứ không phải làm ẩu mấy hàng chợ nha mọi người. Đó. Bộ này là 27.900.000 một bộ. Đấy. Bàn. Đấy, mấy bàn này thì đấy, đi đứng trên đây thì vô tư. Cũng làm theo kiểu 35 cung chăn, viền ngoài dày, bên trong làm mặt mỏng, thân ba. Ghế hai đôn ngồi hai đầu. Đấy, đôn ngồi như thế này thì ngồi đấy, ngồi rất là đẹp. Dáng ngồi phải đẹp, ngồi lên cái ghế nó mới đẹp nha mọi người nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Và bộ này nhá, Mộc xin báo kích thước cho mọi người luôn. Là cái hai cái ghế đơn này nó sẽ ngang là ngang 67,5, sâu là 61. Hai cái ghế này. Bàn là 1m2, ngang 60. Hai cái đôn này thì nó là 40, ngang 40. Dài 60. Cái ghế dài nó sẽ là 1m83, sâu là 61. Và một bộ này nếu mọi người để ở phòng khách ấy, thì nó sẽ chiếm diện tích là dài 2m5, ngang 2m7. Đó, cho một bộ như thế này để ở phòng khách. Đó, cho mọi người coi cái ghế đôi bên này đi. Cái ghế này đẹp. Cái kiểu này nhỏ. Nhưng mà cái ghế này thì nó ngồi, mọi người kê nệm bên phía dưới, cho thêm cái gối vô, ngồi kiểu này rất là đẹp luôn. Cho vô những cái nhà phòng khách hiện đại vẫn ngồi được. Tựa này cũng dày nha mọi người nha. Tựa này thì nó dày, tấm này thì nó khoảng tầm phân 7. Đó. Dưới này lẽ là lá, gọi là cái lá bốn lá mọi người. Đó, cái lá bốn lá may mắn. Đấy. Ở vậy nha mọi người nha. Nếu mọi người coi ưng ý có thể tham khảo mẫu này bên Mộc. 27.900.000 một bộ này. Gỗ đỏ xài 7-80 năm. Rồi vậy nha mọi người nha. Chào mọi người.